Chào các bạn. Hôm nay rảnh về các cỏ, đang mệt quá ngồi nghỉ, rồi mình hướng dẫn cho bạn các bạn làm một cái này rất là hiệu quả và rất là lợi ích về kinh tế đó các bạn. Là khi mà các bạn cắt cỏ, mình phải đeo đồ bảo hộ như chẳng hạn là kính, đôi mắt quan trọng lắm các bạn, vì mắt cắt cỏ khi cắt là nó giăng dữ dội lắm. Đất văng và cây văng, đá văng. Cô hồn mình chủ quan, mình không đeo kính bảo hộ là về mắt đỏ hết á. Cô hồn nó dầm cây nó văng vô là đầu máy hồ mơ đỏ, máy hồ mơ hết. Mình cũng mua nhiều loại mũ bảo hiểm lắm, như cái mũ bảo hiểm có cái kính dài nè, che mặt nè, rồi mua kính nhưng mà không siêu nhê các bạn ơi. Vì khi mình đeo mưa cũng đeo không được, mà nắng quá cũng đeo không được, vì nó mờ, nó chói. Vì đất vừa dâm cây nó giăng, nó dính một tí là mình phải đi rửa, mà trên đồi các bạn biết kiếm được. Nhưng mà hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm một cái rất là đơn giản thôi, là các bạn lấy cắt cái mùng, phải mùng á, mùng tin đó, mùng như này này các bạn. Mình cắt cái chiều nó bằng, các bạn cắt hình vuông, chiều dài là 60 cm, ba gan của mình rồi. Chiều rộng của nó là 40 cm, hai gan nha các bạn. Đó. Chiều ba gan và chiều hai gan. Mình, các bạn có thể tận dụng các cái mũ, nhưng mà mình thì mình hay dùng mũ lính, mũ có thì mình cột như vậy, mình lấy cái chiều dài mình cột như vậy, nó có độ giãn như vậy các bạn. Khi mình đeo lên, mình đội lên, các bạn thấy không, che rất là tốt. Nó hai cái nha các bạn, đất nó văng vào đây thì nó rớt xuống, nhưng mà nó lại không dính, lúc này nó không dơ cái này. Lúc đầu mình sợ là đất nó văng thì nó dơ, mất còn lại như mất công đi giặt, nhưng mà thực tế mình cắt cả một ngày hôm nay rồi, buổi sáng trời mưa nó đất văng khiếp lắm, nhưng mà hay lắm, nó vẫn sạch này các bạn, rất là sạch luôn, rất là hiệu quả và nhìn rất là rõ nha. Nó không có như cái kính kia đâu, cái kính kia các bạn thấy thì nó trong vậy đấy, nhưng mà nó không rõ bằng cái này đâu, nhìn rõ lắm các bạn. Mà được cái nữa là không bị chói nắng nữa, hay lắm. Lúc đầu mình làm thì mình không nghĩ nó hiệu quả như thế nào đâu. Khi mình làm xong thì mình thấy nó rất là hiệu quả luôn, che gần như là hoàn toàn. Cây hay đất nó văng vô, tuy nó văng mạnh á, nhưng mà nó văng vô là cái đây nó nhúng, nó văng vô nó trúng vậy là nó rớt xuống, là nó không đụng tới mắt mình được, rất là hay. Mình chia sẻ các bạn nên làm thử nha. Nếu thấy hay thì comment cho mình nha.